Chiều 2 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 2 năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, đại biểu các tổng cục, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trong tháng 2 năm 2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chỉ đạo toàn quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022 chặt chẽ, chất lượng, tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội, ngày hội tòng quân và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được trong tháng 2 của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, chỉ đạo kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một số cơ quan đơn vị, duy trì nghiêm chế độ nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022. Ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trước đó, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và trao huân chương chiến công, huân chương bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19.